Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào các khán giả thân mến của VMT Doctor. Nhờ tiến bộ y tế, cha mẹ có thể nhìn thấy con ngay từ lúc còn trong bụng mẹ qua hình ảnh siêu âm 2D, 3D, 4D. Tuy nhiên, khá nhiều mẹ còn mơ hồ và chưa nắm rõ như thế nào là siêu âm 2D. Thậm chí còn có người cho rằng siêu âm là không tốt cho bà bầu. Hãy cùng với VMT Doctor tìm hiểu các ưu và khuyết điểm của từng loại siêu âm này ngay sau đây. Về việc siêu âm thai, đây là điều vô cùng thú vị, nhất là đối với những người lần đầu làm cha mẹ. Ngoài tác dụng cung cấp các thông tin y tế cần thiết, chẳng hạn như dự kiến ngày em bé sinh, xác định đa thai, dị tật bẩm sinh rõ ràng và kiểm tra tăng trưởng phát triển của bé, thì nó còn giúp cha mẹ bước đầu giao tiếp với con mình và có những hình ảnh đầu tiên về con. Hình ảnh của em bé có thể khác nhau tùy thuộc vào loại siêu âm mà các bậc cha mẹ lựa chọn, có thể là 2D, 3D và 4D. Vậy siêu âm 2D, 3D và siêu âm 4D có các ưu và khuyết điểm nào khác nhau? Về siêu âm 2D. Siêu âm 2D hay còn được gọi là siêu âm mức độ 1, nó cho thấy hình ảnh của em bé dựa trên các sóng âm được bật ra khỏi các đối tượng bên trong của người mẹ mang thai. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ y tế và bảo hiểm, siêu âm 2D có thể được thực hiện nhiều lần trong thời gian mang thai để xác định những thông tin như ngày sinh, lượng nước ối, kích thước của em bé và sức khỏe tổng thể. Về siêu âm 2D với những ưu nhược điểm. 2D là những thủ tục không thể bỏ qua. Các mẹ có thể siêu âm thường xuyên vì sóng siêu âm rất nhỏ nên an toàn, không ảnh hưởng đến em bé. Hơn nữa, nó lại cung cấp những thông tin cần thiết. Tuy nhiên, vì là hình ảnh phẳng, màu đen và trắng nên chỉ cho thấy em bé từ một góc độ và mờ mờ. Với những người không có chuyên môn thì sẽ không thể nhận ra được những đặc điểm của em bé. Về siêu âm thai 3D và 4D. Siêu âm thai 3D và 4D cung cấp một chiều hướng mới cho phép nhìn thấy em bé từ nhiều góc độ. Nó có thể cho thấy hình ảnh em bé rõ ràng hơn, giống với em bé khi sinh ra hơn và cung cấp nhiều thông tin hơn so với kết quả siêu âm 2D. Siêu âm 3D, 4D, việc xác định giới tính thai nhi cũng chuẩn xác hơn. Siêu âm 4D hiển thị một chuỗi các hình ảnh cho phép các cha mẹ có thể thấy em bé mỉm cười, di chuyển bàn tay và bàn chân hoặc mút ngón tay cái của bé. Không giống như siêu âm 2D, siêu âm 3D hoặc 4D còn hiển thị cả da bên ngoài của trẻ, tay chân và các cơ quan của cơ thể thai nhi. Tuy nhiên, không phải lúc nào các hình ảnh cũng luôn luôn hoàn hảo. Đôi khi, những hình ảnh có thể mờ, mảnh hoặc bị bóp méo do vấn đề với thiết bị. Trong trường hợp này, không có nghĩa là em bé có vấn đề. Siêu âm 3D thì tốt hơn một chút trong việc dự đoán sớm giới tính của một bé trai, nhưng độ chính xác còn phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ siêu âm. Nếu em bé nằm ở vị trí thuận lợi, thì dự đoán giới tính chính xác khoảng 90% sau 16 tuần. Theo các chuyên gia y tế, thì mang thai, sản phụ nên được theo dõi bằng siêu âm cả 3D bên cạnh siêu âm 2D. Siêu âm 2D phát hiện bất thường thai nhi và siêu âm 3D có thể xác định, chẩn đoán, cung cấp thông tin cụ thể hơn về vấn đề này. Siêu âm 3D có thể chẩn đoán hình ảnh chính xác các bất thường về não trên các điểm mềm trong hộp sọ trong tuần thứ 15 hoặc 16 của thai kỳ. Tóm lại, tất cả các siêu âm 2D, 3D và 4D đều cung cấp cho cha mẹ biết thông tin về em bé của mình, giúp phát hiện sớm nhất những bất thường nếu có, và cũng cung cấp các cơ hội giao tiếp với đứa trẻ, cho dù đó chỉ là những hình ảnh màu đen và trắng của siêu âm 2D. 3D và hình ảnh siêu âm 4D và video có thể được ghi lại làm kỷ niệm, nhưng một số bậc cha mẹ muốn chờ đợi đến khi sinh mới biết giới tính của thai nhi hoặc mới thấy khuôn mặt của thai nhi nên không lựa chọn siêu âm 3D và 4D nhiều. Và với những thông tin trên, chắc chắn bạn đã có thể phân biệt rõ ràng về ba loại hình siêu âm thông dụng và các thông tin cần thiết cho mẹ rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!